sự khác biệt của Double Tutti và Long Nón Lá khi chơi với cháu. À, giới thiệu mọi người, hôm nay có vệ sĩ Tùng. Giới thiệu mọi người, đây là CC em bé Chất, cháu của Double Tutti người miền núi Chất. Sẽ có muốn hát không? Chất thân piêu. Nào lại nhá. Inh là ơi. Inh là ơi. Inh là ơi. Ta nọ ơi. Tơi hạn thuôn. Mời nọ trời. Hai ta cùng lên sàn và hát giao duyên. Như mày. Ừ. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Cậu kỳ ha. Quạc.